Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV. Còn kế bên mình đó chính là Sammy. Ok, thì video ngày hôm nay như các bạn đọc tiêu đề thì chắc bạn cũng biết, video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một video trả lời câu hỏi của mấy bạn. Và trong lúc trả lời câu hỏi thì mình sẽ để theo một cái Minecraft bắt cua ở kế bên cạnh như thế này nè. Đó, để cho các bạn có thể xem cho đỡ nhàm chán trong lúc mình đang nói chuyện. Thì như bạn cũng biết thì ngày 17 tháng 2 chính là ngày kỷ niệm 2 năm nhầm lộn. Kỷ niệm 2 năm. Nhầm, kỷ niệm 4 năm của mình với Sammy. Vậy cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video trả lời câu hỏi. Và sắp tới kỷ niệm 4 năm mình cũng sẽ làm thêm một cái video kỷ niệm 4 năm nữa nha. Đó. Thì hôm nay Sammy có sẵn sàng trả lời câu hỏi của mấy bạn fan không? Rồi, thoải mái bạn ơi, đó, tôi là trả lời được hết. Ok, rồi. Và cái này có cái mic luôn hả? Ok, đó, alo luôn. Ok. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Phong Sam hiện tại đang sống ở đâu? Đó, thì câu trả lời này, Sam muốn trả lời hay Phong trả lời đây? Nói chung là thôi mình trả lời câu này dễ, okay. Câu sau khó. Hiện tại tụi mình là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ok, lúc trước có sống ở Huế. Thì bây giờ đã tụi mình đã qua bên Sài Gòn để sống với nhau mấy bạn. Đó, cho những bạn chưa biết nha. Ok, thì nói chung á là hiện tại bọn mình đang sống ở Sài Gòn. Đó, và sống chung với anh em của Hero Team ở trong Gaming House. Đấy. Rồi, câu hỏi thứ hai. Điều bạn ghét nhất ở đối phương là gì? À, có nghĩa là điều mà Phong với Sam ghét nhất ở nhau á. À, cái này là hai người cũng trả lời luôn á. Tính ra là cái này là mấy câu hỏi mấy bạn fan đặt ra thì hỏi về mình với Sam là nhiều. Đúng rồi. Ok. Rồi, thì nói chung là Sam có ghét gì ở Phong không? Cái câu hỏi này là dễ dàng nhất tình cảm đó các bạn. Nha, ông đùa nha, ông đùa nha. Đúng rồi. À, tôi là tình bạn mà, quên rồi, tôi là tình bạn đúng không? Chúng ta chỉ là bạn bè thôi. Không, đó, bạn bè nha. Thì điều mà mình ghét nhất ở đối phương là Phong Cận đúng không? Tôi ghét ổng lúc mà ổng ăn mấy bạn. Đó, ổng ăn là ổng ăn quá trời đất luôn. Ổng ăn không chừa tôi miếng nào luôn. Ơi, nè, bạn nói lại nha. Không biết ai mới là người ăn nhiều nha bạn. Ủa, tôi, ông nhìn người tôi nè. Đó. 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 Sao lại ăn nhiều mấy rồi? Mấy bạn nhìn Sam vậy thôi. Chứ các bạn chưa biết cái tính của Sam đâu. Mỗi lần nè, đây Sammy mà nói tôi ăn nhiều nha. Tôi nói lại cho các bạn biết nè. Đó chính là mỗi lần á mà Phong đang chuẩn bị ăn một cái món gì nha. Ví dụ như Phong mua một cái đùi gà rất là ngon đi. Đó. Phong sẽ hỏi Sam trước là: Sam ơi, Sam có muốn ăn đùi gà không? Nếu mà Sam muốn ăn thì Phong mua hai cái. Thôi ơi, không ăn đâu, mệt lắm, tôi không ăn đâu. Đó, ok, quyết định vậy. Đến lúc tôi mua về. Đùi gà ngon quá nhỉ, cho xin nha. Ngon à, xin nha. Ăn hết luôn thì, vậy mà bà kêu tôi ăn nhiều thì ông phải tính cái đường tôi đói chứ đúng không? Là do ông, thế giờ ông không có tâm lý hết trơn, đó là tật xấu của ông. Ông không có tinh tỷ, không có tinh tỷ hết trơn. Trời ơi, con gái đúng là khó hiểu ghê luôn các bạn. Thôi được rồi, nói chung là điều Sam ghét với Phong là ăn nhiều đúng không? Đúng mặc rồi. Dù là cái điều này nó không chính đáng tí nào các bạn. Đúng okay. À. Rồi tới lượt Phong thì cái điều mà Phong ghét nhất ở Sam á hả? Thì nói chung là cái điều mà Phong ghét nhất ở Sam á thì Sam tôi thì dễ thương đúng không? À, ok. Nói chung với bạn là Sammy á bình thường á là không có gì để khiến cho Phong ghét cả. Phong chỉ ghét Sam khi Sam ngủ thôi. Các bạn biết khi Sam ngủ như nào không? Có một cái lần Sammy bị bệnh thì Sammy mới lên trên phòng của mình. Thì nếu như bạn nào có xem cái video vlog mà Sammy bị bệnh á thì các bạn có thể biết. Ok. Sammy là một người rất là nhõng nhẽo luôn. Và không có nha. Giỡn đùa đấy. Không, để tôi trả lời, tôi đang trả lời. Không. Chúng ta đang làm video trả lời câu hỏi của fan. Chúng ta phải trả lời cho đàng hoàng. Và các bạn biết không, Sammy có một cái tật, đó chính là Sammy nằm ngủ á là Sammy sẽ kiểu là lăn lông lóc nè, Sammy sẽ lăn qua lăn lại đó. Và mình sẽ cho các bạn xem một bức ảnh đây. Đây là một cái bức ảnh mà lúc đó là đang là buổi trưa, các bạn biết không? Buổi trưa tôi đang ngủ trưa. Bà lên phòng tôi xong bà nhảy lên trên giường của tôi, bà ngủ xong bà đạp cái chân vô mặt tôi, các bạn thấy đây một cái ảnh nè. Đó, bạn thấy không? Đó chính là cái tật xấu của Sam. Sammy có một tật xấu chính là ngủ rất là xấu các bạn ạ. Gì cái này đâu phải tật xấu đâu, cái này là cho tôi ngủ thôi, ngủ ai biết được đúng không? Chị bạn ơi, ngủ đâu sao mình biết được mình ngủ xấu như thế nào, tự nhiên ngồi chắc ngủ vô gì. Ok rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Điều mà bạn thích nhất ở đối phương là gì? Tính ra mấy bạn fan hỏi mấy câu hỏi mấy câu hỏi liên quan mình với Sam nhiều quá ha. Rồi trả lời sao? Sao trả lời chứ? Cái mà tôi thích nhất ở Phong Cận chắc cái một điều là ông cực kỳ gọi là gì ta?
quan tâm. Thôi quan tâm đến tôi. Thì điều mà Sam thích ở Phong cực nhất đó chính là ổng rất là quan tâm Sam với mọi người đó. Là quan tâm lần, à? Mỗi lần tôi sốt hay tôi đau hay cái gì đó là ổng là ổng sẽ gọi là gì ta, khùng luôn các bạn. Đó, ổng quan tâm thấy quá luôn á. Khùng luôn là sao? Là ổng quan tâm thấy quá các bạn. Đó, là ổng cứ kiểu sao đó. Ý ổng là vậy đó, ý tôi là vậy đó. Bà đang nói gì? Ý tôi bà là ổng quan rồi, tâm. Tôi quan hiểu tâm, Sam rồi. Không? Tôi hiểu ý của Sam rồi. Ý của Sam là những cái lúc mà Sam bị bệnh hay là Sammy mà bị đứt tay hay là xước cái tay nhẹ thôi á bạn, là mình sẽ kiểu ôi trời ơi Sam có sao không nhở, trời ơi sợ quá. Mình sẽ như vậy á bạn. Nói chung là mình là một cái người gọi là khá là thái quá, mình hơi thái quá xíu. Cái gì đặc biệt không? Có lần tôi đau bụng Sam hay đi bệnh viện đi sao? Ủa thì đau bụng đi bệnh viện đúng rồi. Ủa đau bụng thì mình uống thuốc rồi, cái ghê vậy trời ơi, đau bụng mà bắt đi bệnh viện các bạn. Thôi mười mốt cái khi nào bà xước cái móng tay thôi là tôi đưa bà đi bệnh viện băng bó nguyên cái đúng tay rồi luôn. Nguyên cái tay luôn các bạn. Sợ lắm. Ok rồi, nói chung là cái điều Sam thích nhất ở Phong là Phong người quan tâm đúng không? Ok còn đối với Phong á thì cái điều mà Phong thích nhất ở Sam hả, tôi không biết là tôi nên trả lời câu hỏi này như thế nào nữa, bởi vì á là thật sự là mình có rất là nhiều điểm thích từ Sam. Mình nghĩ rằng là cái điều mà mình thích nhất ở Sam á thì chắc là Sam là một người khá là biết tự lập và tiết kiệm. Nếu như bạn không biết á thì tính của Phong á, Phong là một cái người rất là xài tiền, gọi là ông thích ra đi, ông đừng nói chuyện đâu, như các bạn nhìn nè, đầu Iron Man, tay Thanos, tay của Iron Man Thanos đó, nhìn nè mấy đôi giày chứ nào không thấy được các bạn đó. Trời ơi có xài đâu mà. Nói chung á là cái tính của Phong á là Phong là một người khá là gọi là xài tiền không biết kiểm soát các bạn. Đó chính là mỗi lần mà Phong mà nhận được lương á là Phong sẽ đưa cho Sa một phần, còn một phần tiền tiết kiệm quỹ đen thì Phong sẽ mua tùm lum la hết trơn á. Nói chung là tính của Phong thì nó cần một cái người biết tiết kiệm để kìm Phong lại, hiểu không? Thôi là Phong sẽ mua tùm lum la. Ủa nghĩa sao không mua cái này luôn á? Tôi đeo ngược. Từ từ. Đây phải đeo như này mới đúng nè. Hồi nãy là tôi đeo nhầm các bạn hiểu không? Đây đó, nói chung là cái tính của Phong các bạn là Phong thấy cái gì lạ là Phong sẽ mua. Phi tiền quá các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến câu hỏi tiếp theo của một bạn fan. Món quà đắt tiền nhất của hai người từng tặng cho nhau là gì? Câu hỏi này hay nè. Hay nha. Sammy có nhớ món quà đắt tiền nhất Phong tặng cho Sam là cái gì không? Nếu mà món quà đắt nhất mà tôi từng nhớ đó chính là gì ta? Một cái điện thoại. Đó là tiền số tiền đắt nhất. Cái điện thoại á? Đúng rồi, cái điện thoại. Chắc chưa? Chứ sao? Điện thoại đắt nhất luôn á bạn. Chắc chưa? Một chiếc điện thoại iPhone 13 hay 12 Pro Max. Vậy là sai rồi. Không nhớ được món quà đắt nhất tôi tặng. Ủa, sao là món nào sao? Rồi? Sao? Trời, món đắt nhất rồi, điện thoại đã đắt nhất rồi. Bà nhớ món nào chưa? Nhớ rồi. Đó là món nào? Bạn ơi, đó, nhẹ nhàng nhưng mà rất là đắt luôn. Đây là một đôi bông tai mà mình đã tặng cho Sam. Từ từ tôi tháo cái nón này ra nè. Thì cái món quà đắt nhất mà mình đã tặng cho Sam á là một đôi bông tai các bạn ạ. Nhưng mà Sam lại nhớ là thành chiếc điện thoại. Trời ơi. Chiếc điện thoại cũng đắt rồi. Và lý do vì sao mình mua tặng cho Sam đôi bông tai này thì một tí nữa mình sẽ có một câu hỏi nữa khá là hay, mình sẽ giải thích cho bạn luôn. Ok. Ủa khoan, còn tôi thì cái món quà đắt nhất mà Sammy tặng cho tôi là cái gì ta? Nhớ không? Là cái gì các bạn? Dẻm luôn á. Hả? Dẻm luôn á. Hình như là điện thoại đúng không? Hả? Không, sao đâu đằng tôi chưa về điện thoại không hết á. À nhớ rồi, đôi giày. Đúng rồi, Sammy đã từng tặng cho mình một đôi giày. À đây, đôi giày trên đây luôn nè. Đây là đôi giày ông cực kỳ quý và ông không mang luôn các bạn. À, nếu như các bạn nào đã biết, chắc chắn bạn cũng biết rồi, thì Phong là một người rất là mê giày luôn. Thì đây chính là đôi giày mà Sammy đã tặng cho mình. Đó, một đôi giày da bò. Một đôi đinh. Đó, thì mình rất là quý cái đôi này, bởi vì là đôi này thực sự là đối với mình đây là một cái đôi rất là đẹp. Và nó sẽ đẹp gấp 10 lần, gấp 100 lần khi mà được người yêu tặng. À, nói chung là tôi khá là thích. Tôi còn chưa mang lần nào. À không, tôi mang rồi nhưng mà tôi mang có một lần duy nhất để tôi chụp ảnh thôi. Đúng rồi. Đó, cho tôi cũng chưa có mang ra đường nữa. Bây giờ tôi sợ nó sẽ bị xước, bị chày, bị dơ mọi người ạ. À. Đó thì có món quà đắt nhất mà Sammy tặng cho mình là đôi giày. Còn món quà đắt nhất mình tặng cho Sam là một đôi bông tai. Ok. Rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo. Lần giận nhau nhất của hai người là lần nào? Lần giận nhau nhất của hai đứa mình hả? Hai đứa mình có bao giờ giận nhau nổi mà cãi nhau xong rồi giận nhau dữ không?
giật nhau lâu nhất mình nhớ là được ở Huế thôi. Ở Sài Gòn ít lắm. Ở Sài Gòn. Ở Huế à? Huế. Đúng rồi. Ở Huế sao? Ở Huế à, tôi quên rồi. Cái gì mà biết sao không? Tại cái gì mà liên quan đến mà giận nhau đầu tôi quên nhanh lắm. Tại tôi muốn gọi là gì ta, để cho những cái ký ức xấu vô não mình á. Cái gì mà vui là tôi nhớ không đầu ngoài luôn á. Vậy á. Đúng rồi. Mà hầu hết á, buồn cười cái mà là giận nhau vì công việc không à. Chứ không có gì hết trơn á. Nếu như mà nói rằng là cái lần nào mà mình với Sam giận nhau nhất thì mình nghĩ là cái hôm đó là hôm sinh nhật của Sammy. Thì cái hôm sinh nhật của Sam á, thì mình có muốn tạo cho Sam một cái điều bất ngờ. Thì mình đã đặt mua một cái tượng, à không, phải nói là hai cái tượng chân dung của mình với Sam. Đó, để cho Sam giữ cái tượng của mình giữ cái tượng của Sam. Đó, nói chung là mình thích mấy cái đồ đôi á bạn. Thì cái lần đó mình đặt, nhưng mà đến hôm sinh nhật của Sam á thì người ta vẫn chưa giao cái tượng đó cho mình được. Bởi vì người ta chưa làm xong. Mình muốn kiểu tặng quà sâu, bởi vì mình thấy cái món quà rất là đặc biệt, cho nên mình muốn tặng sâu. Cho nên là hôm sinh nhật á mình gọi là không nhắc gì đến quà hết. Sống đầu mình cũng muốn tạo bất ngờ, cho nên là mình cũng không chúc mừng sinh nhật luôn đó. Sống đầu Sammy tưởng rằng là mình quên sinh nhật của Sam, cho nên là Sam hôm đó giận mình quá trời giận luôn. Nói chung đó là một cái lần mà mình không cố ý, nhưng mà cũng đã khiến cho Sam phải buồn phải khóc các bạn ạ. Mình cảm thấy cũng khá là có lỗi. Okay. Rồi tiếp theo, lần hạnh phúc nhất của hai người là lúc nào? Lần hạnh phúc nhất luôn. Tôi đố Sam nhớ nè, cái này mà Sam không nhớ nữa. Cái này đều Sam hạnh phúc nhất mà Sam không nhớ nữa, chịu nè. Lúc đó là ở Huế mà, lúc đó là tôi nhớ là hạnh phúc nhất luôn á. Chắc là lúc mà Sam ở Huế và Phong Cận đã set up một cái nơi rất là đẹp luôn mà. Đó, một cái nơi hẹn hò ở Huế, ở Vincom. Và ở đó Phong tặng cho mình bông hoa siêu to khổng lồ mà bự như này nè đó. Và ngày đó tôi với Phong Cận hẹn hò rất là dễ thương đó các bạn. Đó là lần tôi thấy thôi để tôi kể cho các bạn nghe, chứ Sammy kể các bạn nghe các bạn không hiểu gì hết trơn. Thời Sammy kể cái gì. Thì cái lần đó là mình muốn tạo bất ngờ cho Sam, cho nên là mình đã thuê hẳn nguyên một cái rạp chiếu phim luôn. Lần đó mình có quay TikTok, mình có quay vlog lại, nhưng mà mình lại gọi là quay không có được các bạn ạ. Tại vì ở trong rạp á là người ta không có cho quay phim, cho nên mình cũng không quay được. Vậy cho nên là không có cái clip vlog cho các bạn xem. Chứ cái clip vlog đó hơi bị cảm động luôn. Đó chính là mình thuê nguyên một cái rạp chiếu phim, rồi sau đó mình chiếu lên một cái đoạn video kỷ niệm của mình với Sam, từ cái lúc mình với Sam mới gặp nhau, những cái tấm ảnh lần đầu tiên chụp chung với nhau, những cái buổi lần đầu tiên đi ăn chung nhau, hẹn hò với nhau. Mình làm thành một cái video như thế và sau đó mình chiếu lên trên rạp chiếu phim cho Sam. Đó. Cái lần đó Sam đi xem xong Sam khóc quá trời luôn. Đúng đó. Rồi, nó cảm động các bạn ơi. Sống đầu Sam khóc xong mà vẫn chưa hết bất ngờ. Sau đó là mình tặng cho Sam một bó hoa rất là to, và sau đó tặng cho Sam cái đôi bông tai này đó. Thì nói chung cái lần đó là cái lần mà Sam chắc là hạnh phúc nhất rồi. Hôm đó bọn mình không biết uống rượu, không có ai biết uống rượu hết. Bọn mình không biết uống rượu, cho nên là bọn mình quyết định là thay vì bọn mình uống rượu, bọn mình sẽ uống Stin. Stin ly rượu. Mình sẽ lấy cái ly rượu, mấy bạn biết cái ly rượu mà mấy cái ly mà trong mấy bữa ly tiệc á, người ta hay cầm á. Sống đầu người ta đổ rượu vang vô á, nhưng bọn mình thì bọn mình đổ Stin vô. Rồi mình cũng cũng ghen. Ok, và ok, câu hỏi tiếp theo sẽ ra sao nếu như hai người chia tay nhau? Câu hỏi khó không, nha. Kiểu Sam bị nhạy cảm hai cái từ chia tay mà. Bị nhạy cảm quá. Nếu như mà nói đúng á thì trước đến giờ mình với Sammy dù là giận nhau đến cỡ nào, cãi nhau, thậm chí là khóc luôn. Thậm chí là Sam khóc luôn. Nhưng mà bọn mình cũng chưa bao giờ nói với nhau cái chữ chia tay cả. Đúng rồi. Bọn mình cũng chưa bao giờ nói với nhau cái chữ chia tay cả. Bởi vì đối bọn mình á là cái chữ chia tay là không thể nào mà đem ra để nói được. Nhưng mà khoan từ. Bạn này hỏi là sẽ ra sao nếu như hai người chia tay? Nếu à? Trời không tưởng tượng được không? Mình cho biết mình tưởng tượng để ngồi suy nghĩ. Mình nghĩ là nếu như mà mình với Sam mà chia tay nhau á, thì điều đầu tiên đó chính là một trong hai người sẽ rời Hero Team, sẽ rời khỏi công ty Hero Media. Chứ bình thường là nếu như mà đã chia tay nhau á thì rất là khó để có thể nói là có thể làm bạn được với nhau. Nhất là khi mà làm việc chung team với nhau á thì sẽ khó lắm. Đó. Thì chắc là cái điều đầu tiên sẽ là một trong hai người sẽ có người sẽ phải rời khỏi công ty Hero Media. Đấy. Và mình nghĩ cái người rời thì chắc là sẽ là mình sẽ rời. Ủa sao? Lý do là bởi vì là như không. Bạn cũng biết thì trong team này là có Simmy nữa, mà Sim với Sam thì là hai chị em. Mà một khi mà mình chia tay Sam á thì mình nghĩ là mình cũng sẽ rất là khó để nói chuyện với Sim. Mình nghĩ là như thế. Không, theo ông, tôi nghĩ tôi là người rời mới hợp lý, tại vì ông là người gắn bó lâu nhất Hero Team mà. Không. Team được tạo ra ông là người ở đó luôn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải tính đến chuyện ai rời trong khi chúng ta không nên chia tay nhau? Đúng rồi, mấy bạn hỏi câu kỳ quá à. Nói chung á,
là sẽ ra sao thì nó là chuyện tụi mình không biết chứ được như thế nào. Đó là câu này tụi mình không trả lời được, chịu à. Chịu đi. Không biết trả lời kỳ quá. Rồi ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo. Kỷ niệm 4 năm Phong và Sam có tính làm gì không? Mình sẽ tạo ra một cái bữa tiệc nào đó thật là bất ngờ, thật là đặc biệt. Nói chung là thật là hoành tráng để tặng cho Sam đó. Còn Sam thì Sam mình không biết Sam tặng gì cho mình, tại từ đó giờ nha là kỷ niệm á, là mình, mấy bạn xem vlog bạn cũng biết mà đúng không, là kỷ niệm toàn là mình chuẩn bị không. Không biết kỳ này Sam có chuẩn bị gì không ta, có quà hay gì không nha. Không biết hả? Ok nhưng mà nói chung á là đã nói là ngày kỷ niệm và muốn có một cái điều bất ngờ thì mình nghĩ là mình sẽ giấu, sẽ không trả lời câu hỏi là kỷ niệm 4 năm có tính làm gì hay không. Mình sẽ giấu đi. Tại vì giờ mình trả lời ra hết á thì còn gì bất ngờ cho bạn xem nữa đúng không? Đúng rồi, mình nữa, mình cũng nghe được. Sammy nghe được thì còn gì bất ngờ nữa. Ok. Rồi, và câu hỏi tiếp theo. Kế hoạch của hai người trong năm 2023 là gì? Ok, câu này dễ nè. Kế hoạch của Sam là gì? Kế hoạch của tôi á là trong 2023 thì cố gắng làm việc thật là chăm chỉ. Đó, kế hoạch của tôi á. Kế hoạch vậy thôi à? Vậy thôi. Còn mình là trong năm 2023 thì kế hoạch của mình là mình sẽ kiếm thật nhiều tiền. Mình sẽ kiếm quay nhiều vlog hơn cho bạn xem. Mình sẽ làm nhiều video Minecraft chất lượng hơn cho bạn xem. Mình với Sammy sẽ quay nhiều vlog với nhau hơn. Nói chung là những cái vlog mà hàng ngày của bọn mình đi chơi với nhau hay là đi ăn uống gì á, thì mình nghĩ là mình cũng nên tạo ra một cái kênh của riêng hai đứa mình để mình đăng lên cho bạn fan xem ha. Hơn vlog cũng được. Cái đó là kế hoạch của mình đó. Nhưng mà nói chung là kế hoạch của mình với Sam thì chắc là cũng không có gì ngoài cái việc là bọn mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn, bọn mình sẽ ra nhiều video hơn. Nói chung là như thế. Tại vì là ra nhiều video hơn thì bọn mình, thứ nhất là bọn mình sẽ có video cho bạn fan xem. Thứ hai nữa bọn mình sẽ có rất nhiều những kỷ niệm với nhau để có thể xem lại. Okay. Và câu hỏi cuối cùng của chúng ta, khi nào cưới? Khi nào cưới? Câu hỏi này khó nha. Khi nào cưới sao? Không biết hả? Không biết. Như bạn cũng biết á thì bình thường mình hay trả lời ở trên livestream á hay là mình đăng ở trên Facebook á thì mình hay bảo bạn là mai cưới đúng không? Đó thì ngày mai cưới. Rồi, khi nào cưới thì mai cưới. Em bây giờ ví dụ cưới là người ta sẽ gì, ta cầu hôn xong rồi đám cưới đúng không? Đó thì bây giờ mình thử, ông thử tưởng tượng đi, bây giờ ông cầu hôn tôi thì sao? Có nhận không? Giả bộ, mình diễn tả cho fan xem thôi. Thôi khó lắm, nói chung là để mốt mình làm hẳn một cái video gọi là cầu hôn tưởng tượng luôn á. Thử thách đâu vậy cậu Sammy hả? Hay vậy? Thử thách 24 giờ cầu hôn Sammy. lại là thử thách 24 giờ. nói chung á là nếu mà nói để khi nào cưới á thì như lần trước hình như là Sam với Sim cũng có hỏi ba mẹ đúng không, thì ba mẹ cũng bảo là khi nào muốn cưới khi nào cũng được hết đúng không? Không đâu, ủa từ tụi mình bạn thân mà, không cưới được tụi mình sẽ cùng nhau mãi mãi bên nhau trọn đời đó, thì ông là bạn thân, best friend. Chúng ta là best friend. Không cưới nha. Mấy bạn đoán thử coi là mình với Sam khi nào cưới nhau. Bạn đoán thử coi, nếu như bạn nào đoán đúng thì mình sẽ gửi thiệp mời đám cưới cho bạn đó. Trời ơi dữ nha, đám cưới mà có bạn fan vô chắc chết luôn trời bạn. Dạ, ok, thì nói chung á là từ nãy giờ bọn mình đã trả lời được 1, 2, 3, 4, 5, nhiều 6, quá. 7, 8, 9, 10, 10 câu hỏi rồi. Thì đó chính là 10 câu hỏi của những bạn fan đã để lại đó cho bọn mình. Thì nếu những bạn nào mà muốn mà mình làm thêm những video trả lời câu hỏi như thế này nữa thì bạn hãy nhớ comment câu hỏi bên dưới, thì bọn mình sẽ làm thêm những video trả lời câu hỏi như thế này nữa cho bạn xem nha. Ok, sao đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý đúng không? Rồi ok. Đó, thì nói chung là những câu hỏi từ nãy giờ trả lời là như vậy á. Thì okay, các bạn có hài lòng về những câu trả lời của bọn mình hay không thì hãy nhớ comment xuống bên dưới nha. Okay. Mình mãi là bản thân. Dạ, yeah, yeah. Chúng ta vẫn mãi là bản thân nha. Dạ. Ok. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh của Sammy để đăng ký họ cho Sammy nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt, bye bye.